Hello anh em, thì hôm nay là mình quay chiếc ghe của anh Phong ha, thì review chi tiết luôn ghe Kensimen nha. Anh em nào có nhu cầu thì alo thẳng cho anh Phong luôn. Đó, ghe bằng cây sao ngang đóng năm 2010, chưa cẩn miếng nào hết anh Phong. Anh Phong có cẩn cái dây lái một cái nha, nó bị uốn vô đó, nó gãy một cái, cho nên anh Phong cẩn cái chỗ đó một cái. Đó, mình đi lại sau mấy ngoài cho anh em xem cái cây cối liền do nha, cây sao nguyên con đó nè, dán lồng son. Lồng son này nó dài mấy mét anh, đâu dữ hả? 10m3. Cái lồng son là 10m3 nha anh em, cái lồng son dài lắm nha, nó lồng son 10m3 luôn đó. Rồi cái thụt cái hầm vô nữa là 1m nữa, không chính tắc nữa. Còn cái mũi á, là 2m53 từ mực nước lên nha. Nó ghe Kensimen. Hồi nãy em tính đi qua bển luôn. Nãy tưởng đâu cái cầu này đi qua bển được luôn. Nãy tưởng đâu cái cầu đi qua bển được, sao người ta nó không đi mà nó còn đi ngược lại kỳ. Chạy cái Isuzu nghe anh em, ghe 80 tấn. 80 tấn này đóng kiểu của ông hai hả? Ông thợ hai ha. 77 78 tấn à. 77 78 mà vừa đi nghe nè. Đóng của thợ hai mà sao chiếc này đóng lồng son dài im quá. Rồi, chút tí rồi. Đâu 21, 20 hả? 21 thước nè, phủ bì. Nó dài dữ lắm, dài mà. Dữ hả? Ừ. Bởi vì nó nhỏ gọn, bề ngang nó có 4. Rồi, bề ngang 4m9 nha anh em. Bề ngang 4m9, lồng son là 10m3. Đó, ken lắm. Nè, trên hầm mũi nha. Hồi đi qua bển á, hồi mình qua bển quay ngược lại cho anh em xem cái mép trên ở mép dưới. Lịch hầm. Nè, thấy không? Này 6 phân nha anh em. Cái bửng trận hầm là 6 phân mà xuống đây. Cây của người ta liền mình lên nó cắt mà, uổng ghê không. Trên mũi nữa. 80 tấn nha, ghe này thì chở tương đương với ghe mình đó nè. Rồi đi xuống hầm mũi nha. Quá, hầm mũi bao nhiều quá. Đây. Thấy không? Ngon lành nha. Đây. Nó là cái bửng nha anh em. Đó. Chờ. Chờ. Chiếc này thì của anh Phong mình biết lâu rồi nha, ken nha. Đây, cái này là cái than nè. Quay hai cái góc. Hai cái góc cho anh em xem. Nha. Nghe anh nói cái dây á, cái dây lái á, anh cẩn hết miếng nha, tại vì hồi đó nó uống vô nó bị chớp á, thì anh lưỡi gà đó anh cẩn nha, chỉ có dây bên đó thôi. Đây cho anh em xem cái mép bên đây. Đây ghe này thì lồng son nó dài, bề ngang nó bự nữa, anh em chở lúa được, chở mía được, chở rơm được nha. Tại vì anh Phong á là anh cũng có chở rơm nữa nha, mà không có chở mía đó. Cho anh em xem để dành nha. Đã đời chưa nè, bê cái này là phủ đi nha, cái này là phủ đi nè. Đó, đây là phủ đi trên bè muối nè, nó bự nè, khoảng tấc tấc 7, anh em đi thoải mái luôn. Phần
lái thủy lực hay trợ lực đây ta. Lái thủy lực 1 ti nha, nè 1 ti, thì ti 40 hả, 35, ti 40 nha anh em, mà 1 ti à, hả? Cái ti có 35 rồi ha. Ồ vậy là cái ti có 35 rồi nghe anh em. Cái ti có 35. Rồi cái này là khu dán sạp nè. Quay cho anh em xem. Dán sạp ngon lành luôn. Quay cho anh em cái nhà cầu kia nó có ẩm một gì không nha. Nè. Chưa có gì hết nha. Anh em, cái ghe này hồi xưa mình có quay, hồi 2 năm về trước mình có quay là đi qua cầu mà ủi á, rớt nguyên cái cabin này nè, rồi anh mới mua lại cái dàn sắt này nè. Anh làm đó. Chở cái lái cho anh em xem. Này ở sau lái nha anh em, đu vậy nè. Mình đu mình quay có liệt nước rồi, đàng hoàng đầy đủ nha. Nó không có quay được tới cái dài cho anh em nha, thông cảm. Không có lội nước. Mình ở Bến Tre đi qua tới đây quay á. Đại Ngãi nha, anh em xem ghe Đại Ngãi nha. Rồi. Đây cho anh em xem cái bề bên trong nha. Cái bề gió ngay chỗ cái khoảng bổ vậy là 2 cây ra nha anh em. 1 cây trên này, cây dưới này luôn. Nó lồng son 10m3, 10m2 gì đó. Cho anh em xem kỹ cái góc hốc khóe nè nha. Ghe cây sau cũng có khác nè. Cái này là nứt nè, không có vấn đề gì hết. Nè, ra nè nha, cái ra này là ra 7 phân nha anh em, 7-8 phân gì đó, công cũng vậy đó, 1 cây ra, 10 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây bên, 5 cây là 10 cây ra nha anh em, bao cứng nha. Nói chung là không có một ghe này, không có một chỗ nào hết trơn á. Nè chỗ này như là nó thiếu thịt á, cái giác này nằm cái giác mà nó chưa có gì trơn, thấy không? Thiếu thịt đó. Cái này là lột cái miếng da ra nè, miếng da đó nằm đây, lột miếng da ra mà tới giờ còn y chang vậy đó. Cái này bự lắm, bự tới đây luôn nè. Nè miếng cản mũi. Ồ miếng. Dạ mang lắm. Miếng này 6 tấc nha anh em. Cái then 6 tấc luôn. Không, miếng này có 7 8 tấc á. Ừ. Bự lắm. Kệ nó, sống 6 thì 7. Nè. Ngon lành cành đào chưa? Nước thì bao phê chạy đủ tải luôn đó. Cái này thì lúc anh chở cái đường đi đường gần á, một quá về sân lắm á là có chuyến 81 tấn đó nha. Chứ có chở chung với mình á, cho anh em coi. Rồi bỏ xuống đi anh. Rồi anh Phong đọc số điện thoại anh Phong. Số của anh là 0355. 0355. 159556. 159556 ha. Rồi nhớ số của anh Phong đó, rồi anh em đọc liên hệ trực tiếp với anh Phong rồi coi ghe ở Đại Ngãi nha. Có việc hầm cho anh em sẵn luôn. Cái đó là không không phải vô nước mà đây chai nó chặt ít. Việc hầm sẵn luôn nha anh em. Chở mía được, chở lúa được. Còn anh em nào mà muốn ngon nữa chở rơm luôn. Cũng chỉ mua chiếc ghe mấy trăm triệu gì chở rơm luôn. Chiếc này có lần định chở rơm rồi được 1000 cục. 1000 10 cục. 1000 10 cục là chưa có đó, là nè, anh em xem cái lồng son đó nè nha. Nó 1000 10 cục là chưa có dàn dĩ dàn gì hết á. Thì chở cũng khoảng bằng chiếc ghe nhỏ của mình đó anh em. Bằng chiếc ghe hồi đó mình đi cái cây của mình đó nha. Nhưng mà bề ngang này thì bự hơn. 4m9. Ừ. Có giấy ghe luôn kìa, nhưng mà giấy ghe này là lúc đó mua của chủ cũ á, là người ta nói á, là
người ta còn chờ đợi là đăng kiểm á, ví dụ như cái này á, thì nó quá quá kiểm thì người ta mới giật thước tắt lại là giật chiều dài. Rồi giờ có đăng ký đăng kiểm lại đàng hoàng được không? Đăng kiểm của anh là bây giờ đã hết hạn rồi, Hết hạn mấy năm rồi? mới hết đây hả, Hết còn hạn rồi, nữa giờ người ta đăng kiểm lại ha. ở ví dụ Rồi mà mua khi ghe nào đăng về kiểm nha anh em. làm về thì đăng Mua ghe đăng kiểm đăng được bình thường phải không? ở bình thường ra hợp lệ mà. Rồi vô quay cái hầm lái nữa cái cho anh em coi máy. Ở trong mui nha. Dán là liền hết, không mui cũng liền luôn, Nói mui chung cũng cũng là chạy mình luôn. biết cái ghe này là chưa có chỗ nào mục nghe anh em. Be liền do hết trơn á. Nó có bồn dầu này nhỏ xíu, máy chạy không hao dầu, bồn dầu có 120 lít à. Bảy 220 đó. 220 nhỏ dữ hả? Ở xong rồi anh chở ghe xi măng về mới chuyến này nè, là có 160 lít dầu rồi. Đó, ở này là cái bửng hay sao nghe nè, ngon lành cành đào nghe. Vậy đó, ghe người ta đi vậy đó. Thợ hai đóng, thợ hai Vĩnh Long đóng nha, công đào liền á. Vô cho này có tiếng gọi ở ngay đó đó, ngay đó là ở địa chịch bên kia miếng giá Ủa này nhà nè, mẹ gì? miếng Miếng giá nghe giá đây này là nghe. hai k hai hai khoảng công Miếng giá ngay đó hai khoảng công đó nghe anh em. nhỏ hả, Khoảng bàn tay không? có tắt máy gì hả, Khoảng tắt máy hai tắt khoảng máy cân ngay chỗ tắt máy đó. nói hay nó tắt máy hay tắt gì ra đây. Là bên ở mí mui nghe mấy tay phải nha anh em. Mí mui bước vô mấy tay phải đó. Rồi có nhiêu đó thôi. Còn tất cả đều ken hết nha. Công đà liền. À, tại nó gãy thôi chứ nó cũng không có phải mục. Rồi anh Phong nó thay nhớt rồi Heo đó thì mới thay, heo heo nghĩa địa đàng hoàng heo nghĩa địa máy Isuzu nha, Isuzu đoạn tắc lẻ hai nè, mua nguyên bộ nè, mà xài cái bét xài không được, xài có con heo à, bọc lát bọc bọc thun đồ làm rồi hết. rồi nè, cái này là Isuzu lộng tắc lẻ hai. Anh Phong nói chung là bây giờ anh làm ngon ngon lành trơn rồi đó, mà tại vì mình mới đổi ghe bự cho nên ảnh cũng nôn, ảnh đổi anh đổi xà lan nghe anh em, không có đổi ghe mà anh đổi xà lan đó. Heo mới đổi anh nó là chạy dữ dằn dợn luôn, để mình Nếu mà quay test cái máy thử cho là anh bao em test xem ghe á, này một thì cây, ghe này à, khoảng ghe nhiêu, này bay ghe lên luôn á, cây 20 cây. ghe không khoảng 20 cây số nghe anh em. Đó, mê nhôm, cái mê nhôm. Mê Anh là Phong kiểm tra mê hết trơn luôn rồi đó, mới hỏm về là mới kiểm tra gọi mới kiểm sao tra nè, hết trơn ạ. xài nó ghe này chứ sách gì xài nữa Đó. không làm. Đồ này kỹ dữ à, này cái ống hơi vô, cái ống vô nữa ha. Ừ, ống hơi vô em đem ra sao. Khoan. Nè nghe anh em. Đó, vậy đó, Isuzu lột tắt lấy hai. Trồng bên mạng bên trái anh có truyền cái ống này là cái ống Hơi lỗ mũi. hơi cho nó chạy cho nó có ngọt, đừng có ngọt hơi á. Rồi là nó vậy nghe nè, để đề máy cho anh em xem cái. Rồi quay lăng thủy lực một tí đề máy cái cái một nhẹ nhàng ha. Ê, có số nẹt nẹt á, nẹt là phải có khói rồi chứ tôi gì đó, ngon lành nha anh em. Rồi nè thủy lực bật đề đây nè, thủy lực mà đều không có tâm lái nha. Ở đây anh em có thể khỏi cần tâm lái mà có thể dòm xuống đây nè. Đó, đây dòm dẹt ngang cái mình dòm xuống luôn. Thì nói chung á là anh Phong ảnh chưa có tính đổi, nhưng mà anh thấy mình đổi cho nên ảnh nôn đó. Thì bây giờ á là ảnh hỏi anh về là ảnh làm lại là lắp giò này nọ hết rồi ha, rồi ảnh coi mê đồ kiểm tra mê rồi, rồi bạc bố đồ anh đóng, anh dở ra anh đóng bạc đuôi hết trơn rồi, ngon lành hết trơn rồi. Giờ anh em chỉ có về là đi thôi chứ không có gì hết trơn á. Đuôi bạc thun đồ xài ngon lành đó,
gà chạy bao rung luôn, mày chạy im luôn. Lòng son là nó dài nha, lòng son là dài 10m3 nguyên thủy, 10m2 gì đó. Còn còn giật hầm vô đây một cả 9 tấc nữa trong này nè nha. Nó bây giờ là anh bao đẹp nha, bao đẹp. Anh hai phải không? Anh mấy? Không không, anh này anh bò. Anh năm, anh năm bò. Bây giờ vô giờ anh kêu giá nhiêu cho anh em nè, ta biết nè. 430. Rồi bây giờ là thương lượng nhẹ thôi. Rồi anh Phong á là kêu 430 thương lượng nhẹ. Nó ghe là ken xi măng, bao đẹp. Chưa cẩn chưa giá gì hết. Rồi anh em mình có để cái số điện thoại ở trên hồi nãy mình đọc rồi đó, anh em cứ liên hệ thẳng với anh Phong ha, coi ghe ở Đại Ngãi. Đó. Đi gãy dài. Ha ha ha.